Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Thông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới set lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình nhấn like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài 29 luyện tập tiết 1. Đến với tiết luyện tập này, chúng ta sẽ thực hành một số bài tập sau. Bài tập đầu tiên yêu cầu chúng mình đó là tính nhân. Chúng ta sẽ có câu A và câu B. Câu A thì chúng mình thấy đây là những phép tính nhân, số tròn trục nhân với một số, đúng không? 10 nhân 7, 20 nhân 4, 40 nhân 2, 30 nhân 3. Và câu B thì chúng ta thấy là số tròn trục chia cho một số, đúng không? Hay là số 2 có hai chữ số chia cho số có một chữ số. 60 chia cho 2, 90 chia cho 3 và 70 chia cho 7, 40 chia cho 2. Vậy thì những phép tính này chúng ta đã được học và đây đều là những số tròn trục, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhậm. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng làm bài tập này và sau đó quan sát lại màn hình và xem kết quả nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cái tính nhân, đó là ở cộng A 10 nhân x 7, đúng không? Một chục nhân x 7 sẽ là 70, đúng không? Hay là 10 nhân 7 sẽ bằng 70. 20 nhân với 4 thì 20 nhân với 4 sẽ là 80, đúng không? Như vậy 20 nhân với 4 sẽ là bằng 80. 40 nhân với 2 sẽ là bằng, đúng rồi, cũng bằng 80. Và 30 nhân với 3 sẽ là bằng 90. Còn phép tính chia ở đây chúng ta thấy là 60 chia cho 2, đúng không? 60 chia cho 2 thì sẽ bằng là 3. 3 như vậy thì 30. Như vậy thì 60 chia cho 2 sẽ là bằng 30. 90 chia cho 3 thì sẽ bằng 30. 70 chia cho 7 thì sẽ bằng 10 và 40 chia cho 2 thì sẽ bằng 20. Chúng ta có thể thấy giữa phép tính nhân và phép tính chia có mối liên hệ mật thiết với nhau, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nếu như các phép tính như là 10 nhân với 7 thì bằng 70 và 70 chia 7 sẽ là bằng 10. Đây là chúng ta thấy hai phép tính có liên quan với nhau, hay là 40 20 nhân với 30 nhân với 3 bằng 90 và 90 chia 3 thì bằng 30, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Trong bài tập số 2 chúng ta sẽ quan sát tranh trong sách giáo khoa cũng như tranh trên màn hình. Chúng ta thấy các bạn rất là quen thuộc với chúng mình. Đó là bạn Robot, bạn Nam, bạn Mai, đúng không? Và bạn Việt và bạn My. Ở đây thì chúng ta thấy là mỗi bạn cần đi qua cây cầu nào để lấy được giỏ táo thích hợp. Chúng mình cùng đọc lại yêu cầu một lần nữa nhé. Mỗi bạn cần đi qua cây cầu nào để lấy được giỏ táo thích hợp? Trên tay của các bạn ấy đều có những con số. Ví dụ như bạn Robot thì cầm số 9 thì bạn ấy sẽ đi qua chiếc cầu đó là tớ đi qua cầu B. Cầu B là cầu này. 9 nhân với 3, đúng không? Ví dụ như ta đi qua cầu B thì 9 mà gấp 3 lần thì sẽ bằng 27. Thì bạn Robot sẽ lấy giỏ cây là 27, đúng không? Tương tự như vậy, các bạn Việt, bạn Nam và bạn Mai cầm các cái số như là 24, 27 và 32. Thì các bạn ấy sẽ phải đi qua những chiếc cầu nào để lấy những cái giỏ trái cây phù hợp? Cầu A nó sẽ là giảm đi các cái số các bạn ấy cầm đó là 2 lần. Và cầu B nó sẽ là gấp 3 lần so với các số các bạn ấy đang cầm. Tương ứng nếu như giảm và gấp thì các cái giỏ trái cây sẽ là kết quả. Đó là có những cái giỏ trái cây là 27, 16, 81 và 12. Và bây giờ chúng mình thử dừng video. Chúng mình hãy là các bạn trong màn hình và sẽ thực hiện đi qua những chiếc cầu. Thực hiện đó là chúng ta sẽ có những cái dãy số như là 9, 32, 27, 24. Chúng mình sẽ đi qua những chiếc cầu nào, cầu A hay là cầu B để đến với những giỏ trái cây thích hợp. Nào, bây giờ chúng ta cùng dừng video và làm bài này nhé. Ở đây chúng ta sẽ đến với bạn Robot. Robot thì chúng ta thấy đi qua cầu B, đó là bạn ấy đang cầm số 9 mà đi qua cầu B thì là gấp 3 lần. Như vậy 9 mà gấp 3 lần thì sẽ là nhân với 3, 9 nhân với 3 sẽ bằng 27, sẽ là bạn ấy lấy giỏ táo có số là 27, đúng không? Còn bây giờ chúng ta thấy là bạn Nam đi qua cầu đó là cầu A. Bạn Nam cầm số 32 đi cầu A thì chúng ta thấy giảm đi 2 lần.
Giảm đi 2 lần, nếu 32 mà chia cho 2 thì sẽ bằng 16, thì bạn ấy lấy giọt cái là 16, đúng không? Vậy thì còn bản Việt và bản Mai nữa. Như vậy thì chúng ta thấy bản Việt sẽ đi qua cầu B, bản Việt đang cầm trên tay số 27, đi qua cầu B sẽ là gấp 3 lần, đúng không? Gấp 3 lần chúng ta lấy số 27 nhân 3 sẽ bằng 81, và bạn ấy sẽ lấy giỏ trái cây là 81, đúng không? Còn bản Mai sẽ đi qua cầu, đó là cầu cầu A, vì là 24 giảm đi 2 lần thì có kết quả đó là 12, và chúng ta sẽ thấy bản Mai sẽ lấy giỏ táo là 10, 12, đúng không? Vậy là chúng ta đã thấy các bạn ấy đều đi qua được cái cầu và lấy được giỏ táo phù hợp với những chữ số mà các bạn ấy đang cầm. Chúng ta kiểm tra lại bài làm của chúng mình xem một lần nữa chúng mình có làm đúng hay không nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Trong bài tập số 3 chúng ta sẽ có yêu cầu đó là Mai làm được 27 tấm thiệp. Số tấm thiệp làm được của robot gấp 3 lần của Mai. Hỏi robot làm được bao nhiêu tấm thiệp? Bây giờ chúng mình cùng đọc lại yêu cầu bài toán và cho thầy biết là bài toán đã cho chúng ta biết điều gì và yêu cầu chúng mình làm gì. Đầu tiên chúng ta thấy bài toán đã cho chúng ta biết đó là Mai làm được bao nhiêu tấm thiệp. Đúng rồi, Mai làm được 27 tấm thiệp. Số tấm thiệp được làm của robot thì như thế nào? Gấp gấp 3 lần, đúng không? Gấp 3 lần của Mai. Vậy thì robot sẽ làm được bao nhiêu tấm thiệp? Chúng ta cùng tóm tắt và giải bài tập này. Thì tóm tắt chúng ta thấy là Mai sẽ là có 27 tấm thiệp, đúng không? Đây là một khoảng hay một nhóm 27. Và chúng ta thấy là robot thì như thế nào? Đúng rồi, gấp 3 lần, tức là sẽ là gấp 3 cái đoạn thẳng mà Mai đang có đây, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ thấy robot là gấp 3 lần như sau: 1, 2, 3. Và bài toán yêu cầu chúng mình tìm xem là robot là có bao nhiêu tấm thiệp, đúng không? Vậy thì nhìn vào sơ đồ bài toán và học chúng mình đã học gấp một số lên một số lần, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy dừng video và giải bài tập này. Giải bài này thì chúng mình cần phải có lời giải và phép tính và đáp số. Lời giải chúng ta phải trả lời được cho câu hỏi đó là hỏi robot làm được bao nhiêu tấm thiệp, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Và sau đây sẽ là lời giải. Số tấm thiệp robot làm được là, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là 27 nhân với 3 thì bằng 81 tấm thiệp. Đáp số là 81 tấm thiệp. Và nhìn vào sơ đồ chúng ta cũng thấy nếu như đây là một phần của một 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 nhóm, đúng không? Chúng ta thấy là robot thấy là có 3 nhóm, như vậy chúng ta sẽ làm phép tính nhân. Và chúng ta thấy là 27 nhân 3 sẽ bằng 81 tấm thiệp, đáp số là 81 tấm thiệp. Chúng ta kiểm tra lại xem là đáp án của chúng mình có giống như đáp án trên màn hình của thầy hay không. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 4. Bài tập số 4 có yêu cầu như sau. Buổi sáng cửa hàng bán được 30 kg gạo. Số gạo buổi chiều bán được bằng số gạo buổi sáng nhưng mà giảm đi 2 lần. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo? Bây giờ chúng ta lại đọc yêu cầu bài toán nhé. Buổi sáng cửa hàng bán được bao nhiêu? Đúng rồi, buổi sáng cửa hàng bán được 30 kg gạo. Buổi chiều thì như thế nào? À đúng rồi, bán được bằng số buổi sáng mà lại giảm đi 2 lần. Và hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo? Bây giờ chúng mình thử tóm tắt bài toán. Tóm tắt bài toán ở đây chúng ta thấy buổi sáng đó là đây là 30 kg gạo bán buổi sáng, đúng không? Giảm đi 2 lần, đúng, buổi chiều bằng buổi sáng nhưng mà giảm đi 2 lần. Vậy cụ thể ở đây chúng ta sẽ vẽ như thế nào? À đúng rồi, nếu như đây thì buổi sáng giảm đi 2 lần thì chúng ta chia ở buổi sáng này ra, đúng không? Buổi chiều chúng ta thấy là giảm đi 2 lần. À, đúng không? Nếu mà hai phần giảm đi một phần thì chúng ta thấy là bằng buổi chiều ở đây, đúng không? Và bài toán yêu cầu chúng mình tính xem buổi chiều là có bán được bao nhiêu kg gạo. Nào bây giờ chúng mình cùng giải nhé. Thì đầu tiên chúng ta cần phải có lời giải. Lời giải chúng ta phải trả lời được cho câu hỏi đó là hỏi buổi chiều cửa hàng nào bán được bao nhiêu kg gạo. Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? À đúng rồi, buổi chiều cửa hàng bán được số gạo là, ở đây chúng ta thấy giảm đi 2 lần so với số gạo buổi sáng, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm phép tính, đó là phép tính chia.
Cụ thể chúng ta sẽ lấy 30 mà chia cho 2 thì sẽ bằng là 15. Và từ đó chúng mình biết được cửa hàng buổi chiều bán được 15 kg gạo đúng không? Và thầy cũng đã giải bài tập này cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại bài làm của mình xem đúng hay sai. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện tập là tiết 1. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.